Thế bây giờ thế nào? Hả? Bộ phạt nhá. Nhắc học, thì phạt. Phạt của lớp hai cái. Chịu phạt đi. Nước tinh tế lịch sử đi đàn ông con trai với nhau. Con không luôn được. Con không luôn nhưng mà con đang biết. Chữ này xấu. Con nữa sẽ như năm này. Để chăm chỉ biết à. Nhớ lại đi. Mở to lên. Mở kia rồi. Con nữa sẽ chăm chỉ biết. Chăm chỉ biết chữ xấu á. Chắc chắn chứ. Mày lên. Rồi, nếu mà con còn nhắc viên là bố cụ lép thì cười cả ngày nhá. Thấy chưa? Bố thử một lần cho con viên nhá. Xích lại rồi bố thử một lần cho này. Xem cụ lép khó chịu hơn là học bài không này. Nhá, để con so sánh nhá. Rồi. Học gì hơn gì? Nếu con chọn học hay là chọn cụ lép? Học chứ, được rồi, đi chơi thể thao chú ý về thể thao. Bóng chứ, đá bóng chứ. Mà con vẫn chỉ biết mặc đây. Trời ơi, đá chân mình. Con không thích đá. Con đá mình muốn chứ. Đá rồi. Đá rồi. Đi dài con đi, tất của con vừa rồi. Tất dài của con vừa rồi. Đi dài, đi dài.